đã tiệc luôn. Bây giờ là hiệp 2 trận đấu vòng bảng giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội và Sacombank. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 riêng về Ngân hàng Chính sách Xã hội với hai bàn thắng của Nam Đa và một bàn thắng của Trung Hiệp. Về sẽ có một nữa thì gặp Liên Việt. Gặp Liên Việt thì cũng mệt, Liên Việt khỏe lắm. À? Chắc là đi rồi. Tuần ta Trung Hiệp, Văn Thân, Trung Hiệp, Nam Đa, Trung Hiệp, Văn Thân, Tuần Tài. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Tay mà sát người bóng năm là phải thoải mái. Sát người là thoải mái, ai cần tay mà. Đúng không? Bóng năm là tay sát người ok luôn. Thoải mái. Chết rồi. Còn gì nữa đâu. Hay gì gì ha. Trung Hiệp, Nam Đa, nguy hiểm. Tiếp đi. Hai nữa. Nhiều nghe. Nguy hiểm. Một lỗi.
không đều. Nguy hiểm. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 3-0 nghiêng về Ngân hàng Chính sách Xã hội. Toàn thân. Nằm ra Văn Thân Trung Hiệp. Vô lê. Nam đa, tấn tài. Nam đa và Trung Hiệp. Văn Thân. Sút. Tay Văn Thân. Một quả phạt gián tiếp, một quả phạt gián tiếp sát khung thành rất là nguy hiểm. Có lẽ là bắt bóng ngoài khung thành. Tại ngoài ngoài 16-50. Một pha đá phạt cho Sacombank. Sập. Cái bóng hai bên bay qua bay lại mà. Nam đa. Bên đây.
Tuần ta đang cam số 9 của Sacombank. Nam đa trung hiệp đây. Lừa đẹp. Trung hiệp Nam đa. Quan thân. Văn Thân Nam Đa nguy hiểm. Rất thiệt chính xác. Siêu tiền đạo Võ Đức Toàn đã vào sân thay cho Nguyễn Tuấn Tài. Tỷ số bây giờ vẫn đang là 3-0 nghiêng về Ngân hàng Chính sách Xã hội. Bóng đã qua bị đứt dây rồi. Bóng quá là liên tục. Chuyền. Chỉ còn ít phút cuối cùng, tỷ số hiện tại vẫn đang là 3-0 hiện về Ngân hàng Chính sách Xã hội. Cờ vậy là Sacombank cũng đang dồn sức cho trận đấu ngày mai có 2 trận liên tiếp tứ kết và bán kết rất là căng thẳng. Bóng mất rồi à, đây. Nam Đa. Nam Đa trung hiệp.
Thủ khố thủ môn của Sacombank này à, đang nghỉ nghỉ hồi ý, một phút hồi ý. Thủ môn Sacombank có một ngày vất vả, anh tranh thủ một phút hồi ý để nghỉ ngơi, rất vất vả. Đây là thủ môn Sacombank. Trở lại về trận đấu đã hết thời gian nghỉ ngơi. Bật quả đá phạt cho ngân hàng chính sách Nam Đa, Trung Hiệp, Văn Thân. Nam Đa, Văn Thân, Văn Toàn, Đức Toàn. Mất bóng. Bốn phút nữa hiệp ơi, 4 phút nữa. Bắt vô lê. Lên hết chưa? Trung Hiệp, Nam Đa, ồ không còn không lên được cái này. Không sút được. Bố lê à, thủ môn Ngô Anh Hùng à, xin chào mừng thủ môn Ngô Anh Hùng à, no, thủ môn Ngô Anh Hùng thủ môn Ngô Anh Hùng. Siêu cầu thủ Ngô Anh Hùng năm nay mới chỉ 59 tuổi. Đẹp đây. Cầm luôn.
Trận đấu chỉ còn khoảng 2 phút nữa sẽ kết thúc. Ngân hàng chính sách vẫn đang dẫn với tỷ số 3-0. Một tỷ số an toàn. Ngọc Khang đã vào là sân thay cho Văn Đức Toàn. Hay quá. Đúng một dọc. Cơ hội đầu tiên và còn là cuối cùng của Sikomen. Đó là một quả cột dọc. Rất vất vả. Ngồi anh Hùng. Áp sát. Trời ơi. Lên. Hết kết thúc. Hết rồi. Đúng. Chỉ còn 1 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc. Ngọc Khang. Trận đấu đã kết thúc. Ngân hàng chính sách đã chiến thắng với tỷ số 3-0. Đây là hình ảnh siêu thủ môn Ngô Văn Hùng. Xin chúc mừng Ngân hàng chính sách xã hội đã chiến thắng 3-0 và chiếm ngôi đầu bảng.